Xin chào tất cả các bạn, mình là VDT. Thì hay người ta còn gọi mình là vua đồ to hay là vãi đáy thật. Thì hôm nay mình xin đánh giá về camera của LG G3 như thế này. Có vẻ các bạn là biết là LG G3 là một siêu phẩm của năm 2014 rồi. Và nó LG thì thực sự là mình cảm giác nó rất hoàn hảo, nhưng mà khuyết điểm của nó chỉ là camera thôi. Nhưng mà lên đến năm 2014 thì LG trang bị cho một camera của chiếc LG G3 thật là bá đạo. Và mình công nhận là LG G3 có camera chụp ảnh với chất lượng cực kỳ ấn tượng luôn. Và mình xin giới thiệu, đây là camera của LG G3 với độ phân giải là 13 megapixel, sử dụng công nghệ chụp ổn định hình ảnh OIS công nghệ 2 thế hệ mới. Và đây là một đèn lấy nét laser với tốc độ 0.267 giây, thực sự là rất là nhanh luôn. 0.267 giây nghĩa là gì? Là khi bạn chụp một bức ảnh nhá, thì là cái laser này nó chiếu nổ con mắt bạn ra. Mình nói đùa thôi, nó phóng ra một cái đường laser để đến một cái vật thể, và từ cái vật thể đó nó sẽ thu và nó nhận lại cái tín hiệu của hình ảnh. Chỉ trong vòng 0.267 giây là nó có thể lấy nét được. Còn đây là một đèn flash kép để trợ sáng khi các bạn chụp ảnh ban đêm với gấu. Còn các bạn, đây là hai phím nha, là các bạn có thể bấm giữ phím này để chụp ảnh, giữ phím này từ chế độ tắt nguồn đi, bấm nó lên để nó có thể vào kích hoạt nhanh vào chế độ camera. Hoặc khi các bạn vào rồi thì các bạn có thể bấm phím tăng giảm âm lượng để các bạn có thể chụp ảnh. Đấy, thì mình xin đánh giá về phần mềm camera này. Bây giờ mình vào giao diện camera nhá. Thì trên điện thoại thì nó không được đẹp cho lắm, thì mình quay bằng điện thoại. Đây là giao diện của camera của chiếc LG G3. Các bạn có thể thấy mình đây là giao diện nó hoàn toàn phẳng luôn. Mình chụp ảnh này, tốc độ bắt nét rất nhanh. Còn đây là tốc độ bắt nét của nó nhá. Khi các bạn bỏ cái dấu chấm đi, tích vào màn hình. Rồi, chụp rồi. Bắt nét nhanh chưa? Đấy. Thì đây là về phần giao diện của camera của chiếc LG G3. Thì mình cảm giác là nó không được, mình thấy nó đẹp thật nhưng mà nó không được hiện đại. Và như thế là mình có thể là mình cổ hủ quá, mình không quen. Đây là giao diện của LG G3 này, có chế độ chụp ảnh HDR này, tắt bật HDR. Đấy. Còn đây là về điều chỉnh các cái khung hay dạng kích thước của camera của LG G3. Đây, trên này là một phần cài đặt điều khiển về camera. Đấy, vậy nó lại tắt mất rồi. Có chế độ là chụp 13 chấm này, 10 chấm, 9, 9 chấm và 3 chấm. Còn nó có thể quay phim lên đến quay phim 4K. Chiếc LG G3 thì có thể quay phim 4K, các bạn có thể thấy Ultra HD với độ phân giải là 3840 x 2160. Còn có cả Full HD. Mình không thể tìm được cái Full HD 30 khung hình trên dây và 60 khung hình trên dây. Không biết là chắc là LG G3 tích hợp vào luôn rồi. Mình chưa biết được, tại vì mình dùng LG G2 có thể tách ra. Còn cái này là các bạn, đây là chụp ảnh và giọng nói. Như chụp ảnh và giọng nói thì các bạn có thể đọc là Kim Chi này, Somali, các thứ, Whisky, các thứ. Mình thử đọc nhá, ra lệnh và giọng nói này. Kim Chi. Đấy, chụp mình đọc kém quá. Somali. Không chụp, không chụp. Trình độ tiếng Anh của mình hơi kém. Đây, còn đây là chụp ảnh. Còn cái tính năng dưới này chính là tính năng hẹn giờ để chụp ảnh. Các bạn có thể hẹn dây để các bạn chạy ra ngoài, các bạn tự sướng. Đấy, chụp tự sướng cùng gia đình hoặc tự sướng một mình. Còn đây là cái chế độ chia ra các khung hình. Chia ra các khung hình để các bạn nhìn nó hiện thị các ô vuông ở trên màn hình của máy. Đây là mình xong phần cài đặt nhá. Còn đây là xong phần mình vào phần mốt. Mình vào phần mốt để mình tắt cái chế độ khung hình đi. Đấy. Mình vào phần mode nha, thì có phần auto. Như của auto trên chiếc LG G2 thì nó chia ra các tab để các mình có thể chọn được. Còn LG G3 thì nó tích vào luôn rồi. Còn đây là phần Magic Focus, là chính là cái tính năng mà ai muốn ấy, bạn trẻ nào muốn chụp kiểu thể là chụp trước lấy nét sau. Đấy. Hôm nào mình quay video màn hình thì mình đánh giá chi tiết hơn về tính năng này. Còn ở dưới là chế độ panorama. Panorama thì các bạn có thể chụp xoay 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 như thế này này. Đấy, nói chung là panorama của nó nét hơn năm 2014, năm 2013 rất là nhiều. Nó ghép ảnh cảm giác hiện đại hơn. Còn đây là chế độ dual camera. Đây là chế độ dual camera nhá. Trong chế độ dual camera thì nó có chọn được các khung này. Đấy, như cái này thì trên LG G2 cũng có, nhưng mà mình thấy giao diện nó đẹp hơn. Đây là chế độ dual camera. Đấy. Và bây giờ thì mình xin đánh giá về chất lượng bức ảnh. Các bạn nhìn nhá, mình thử chụp một bức ảnh. Ôi, mình để chế độ hẹn giờ rồi. Đây chính là chế độ hẹn giờ khi chụp đấy. Các bạn ra này. Hai đi chứ. Đấy, chụp xong bức ảnh. Bây giờ thì mình xin đánh giá về chất lượng của bức ảnh. Chất lượng mà LG G3 thu được ấy,
thì mình thấy rất là đẹp. Đây nha, thì mình thử chụp xóa phông. Đây là xóa phông trên LG G3. Xóa phông trên LG G3 thì nó xóa phông rất là đẹp. Nó chỉ lấy đậm mình cái này lên đây mà nó xóa phông tốt quá. Đây ngoài sáng khó quá, đây mình che lại cho các bạn xem. Nói chung là mình chỉ đánh giá được sơ qua thôi, tại vì mình quay bằng điện thoại nên là nó không được nét. Và đây, mình có chụp một, nó nhỏ rồi của em nghe thấy. Mình chụp của em giới thiệu mình mua thuốc lá. Nhưng mà mình không biết hút thuốc lá mà cô ấy cứ bắt mình mua chứ. Đây là mình zoom với chế độ 8x nhá. Mình zoom rồi mà chất lượng ảnh vẫn rất là nét. Đấy, các bạn thấy, các bạn có thể thấy. Nhất là cái trình chiếu camera này. Trình chiếu camera trên LG G3, trình chiếu ảnh trên LG G3 nó đẹp, đẹp thôi rồi lượm ơi luôn. Nó như thế là đấy, các bạn có thể thấy. Khi các bạn xem bức ảnh nào nhá, nó hiện lịch sử giấy này này, còn đây là thông tin. Kích vào nó phát ra một cái album to đùng. Đó là về camera sau. Camera sau thì mình xin chốt lại về camera sau thì chất lượng chỉ nó có 13 chấm thôi, nhưng mà chất lượng hình ảnh của nó cực kỳ đẹp và nó không bị chụp, nó không bị bết. Hôm nào thì mình vào trời tối thì mình có điều kiện mình xin đánh giá về buổi tối cho các bạn xem về chất lượng camera chụp buổi tối. Còn chụp ban ngày ảnh rất là đẹp, không hề bị bết, màu sắc rất là trung thực. Nó không bị hòa trộn các vùng tối và vùng sáng, nó hòa trộn rất là, nó không kiểu như thế là nó không bị bệt vào nhau, nó không bị trộn vào nhau mà nó phân biệt rất là rõ ràng giữa vùng sáng và vùng tối. Đó là các tính năng thông minh của camera sau. Còn đây mình xin đánh giá về camera trước này. Về camera trước thì rất thích hợp cho các bạn gái tự sướng. Các bạn có thể giơ lên và bóp các bạn gái. À nhầm, giơ tay lên và bóp camera để cho nó chụp. Đây nhá, mình giơ bàn tay lên này. Mình giơ bàn tay lên, bóp tay phát 3 giây sau nó chụp. Đấy, rất là đẹp. Mình bóp lại phát nữa cho bạn xem. Bóp 1, 2, 3. Anh ấy bóp em đi. Bóp. Đấy. Các bạn thấy chưa? Còn dưới này là cái thanh mà vuốt ấy. Thì mặt bác nào mà nhiều mụn quá, hay là không phải là nhiều mụn mà có thể là do ăn ở ấy. Mình thấy này, bao nhiêu mụn. Đấy, cho nên mình phải vuốt thế này cho nó đẹp. Đây là cái thanh vuốt để cho chỉnh mặt nhá. Nhẹ, tối thế. Rồi. Còn về camera trước thì nó chỉ có hai chế độ, một là đua camera trước và chế độ auto. Và về trong phần setting của nó thì có chế độ chụp HDR. Ôi, camera trước có HDR này, bá đạo chưa. Đây là chế độ quay phim nhá. Camera trước các bạn có thể quay phim Full HD và chế độ HD. Chụp ảnh thì có thể chụp ảnh với 20 megapixel, 2.1, nhưng mà sao trong này có 2. Về phần mềm của nó thì có thể chụp được 20 megapixel thôi và 1 megapixel. Nhưng mà độ phân giải lên đấy HD đấy. Full HD. Còn đây là cũng ra lệnh bằng giọng nói bằng camera trước được, hẹn giờ được. Còn cái hình hai mặt này là cái gì ấy? Chắc là hai bạn chú mồi vào nhau hoặc là quay mặt vào nhau này. Mình chưa biết chi tiết về cái chế độ này. Đấy. Thì đó là bài đánh giá về camera trước và camera sau của chiếc LG G3. Thì các bạn không nên lưỡng lự gì mà mua LG G3 đâu. Thực sự mình cảm thấy là nó tốt hơn LG G2 về camera rất là nhiều. Nó chính là một siêu phẩm của năm 2014 này. Rồi, nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ like và share cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.